Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, trước mắt quý vị và các bạn là một siêu phẩm của đài cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản. Cũng chờ đợi hôm nay cũng đã gần một tuần rồi, thì chiếc siêu phẩm này lại tiếp tục về tại cửa hàng để phục vụ quý vị và các bạn chúng ta đam mê. Đó là siêu phẩm Sharp GF1000 hết số thưa quý vị và các bạn. Chiếc đài về trong tình trạng đẹp như mới xuất xưởng, zin nguyên bản, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Và chiếc đài này về trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2022. Chiếc đài được rất nhiều anh em chơi săn lùng tìm kiếm bởi vì chiếc đài này nó rất hiếm. Nó là đời hết số GF1000 quý vị nhé. 3 số 7 này. Nguyên audio ví dụ những cái model dưới nó một chút, đó là 3 số 7 này. 909, 919, 3 số 9 này. Và đời chót là đời 1000. Chiếc đài này thì với một chất âm rất là hay rồi và cũng rất là hiếm quý vị ạ. Bởi vì thỉnh thoảng thì cũng mới mua được một chiếc bên siêu thị về để phục vụ quý vị và các bạn chúng ta đam mê thôi, chứ nó không có nhiều đâu quý vị ạ. Nguyên audio sẽ bỏ cái lưới sắt đằng trước để quay cho quý vị và các bạn là chúng ta bốn chiếc loa có màu trắng tinh quý vị nhé. Và lưới này thì nó rất giống với lưới của chiếc đài 3 số 9 này. Nó màu xanh và tem của nó hơi khác một chút. Tem của nó là tem màu xanh quý vị nhé. Và loa thì là nó rất là đặc biệt. Loa nó khác với những chiếc đài khác. Đó là loa của nó là loa màng giấy màu trắng nón nhôm. Đấy, đây thưa quý vị. Những cái chiếc đài nào mà đẹp với quý vị ạ, mà chất mới, thì những cái loa nó mới được trắng đẹp như thế này quý vị nhé. Còn những cái chiếc đài nào mà nó đã cũ ấy quý vị ạ, thì nó loa thì nó xuống màu này, hoặc là nó loang lổ ra, nó rất là xấu, nó ngả màu, nó chuyển thành cái màu vàng quý vị nhé. Nó không thể nào được cái màng loa trắng như thế này đâu quý vị ạ. Đây là hàng nguyên bản bên siêu thị chuyển về, bao zin cho chúng ta nguyên bản 100% quý vị nhé. Những cái nón nhôm nó còn sáng bóng như thế này, quý vị có thể soi gương được. Và tất cả những cái viền mạ loa bát và loa chép thì cái mạ chrome của nó thì còn nguyên, chưa gọi là bị rôm một tí nào. Ở những cái núm nút ở bên trên để vi tinh chỉnh chiếc đài này cũng vậy, đều là những cái núm mạ chrome quý vị nhé. Còn những cái chiếc đài nào mà hàng bờ hoặc là hàng cũ quý vị ạ, thì những cái núm nút này này bao giờ nó cũng bị rôm, hoặc là nó ngả xuống những cái màu vàng, nó rất là xấu. Và những chiếc đài đấy thì nó giá trị nó không được cao như những chiếc đài đẹp xuất sắc như thế này. Và quý vị nhìn thấy đây, nó có hai đồng hồ vu màu xanh lắc theo điệu nhạc rất là đẹp. Và kính của nó, kính radio thì cũng bằng màu, bên trong cũng bằng màu xanh quý vị nhé. Radio FM108, kính trong veo, từ những cái kính của cửa băng cassette số 1 và số 2. Đây, Nguyên Audio sẽ mở cái cửa băng quý vị này, cửa băng của nó rất là êm như kiểu cửa hơi cửa điện đấy quý vị nhé. Và đây là bên trong cơ của nó, đây quý vị nhìn thấy bên trong cơ của nó thì vẫn còn trắng tinh, trắng như thế này chứng tỏ là chiếc đài này đã bị bỏ quên, gần như là chưa sử dụng quý vị nhé. Chúng ta mua được những chiếc đài đẹp như thế này thì rất là may mắn đấy quý vị ạ, không phải lúc nào cũng về được những chiếc đài đẹp như thế này đâu. Và cửa hàng Nguyên Audio luôn luôn tuyển chọn những chiếc đài đẹp nhất để phục vụ quý vị. Còn những chiếc đài xấu thì Nguyên Audio sẽ không bao giờ nhập quý vị nhé. Bởi vì chúng ta đã chơi là phải chơi đồ đẹp, chứ đồ xấu thì chúng ta không nên chơi, kể cả rẻ cũng không nên mua, bởi vì những cái chiếc đài đó thì nó không có giá trị. Như Nguyên Audio cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn chúng ta cũng khá nhiều lần rồi về chiếc đài Sharp GF1000. Nó quá nổi tiếng rồi quý vị ạ, chạy hai cửa băng cassette, có radio và ngoài ra có đường line-in để chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh. Nói chung là đầy đủ các vi tinh chỉnh như là bát này, chép này. Và nó cũng giống chiếc đài 3 số 9, đó là cửa băng số 1 của nó thì có cái nút vi tinh chỉnh tốc độ quý vị nhé. Tốc độ có nghĩa là chúng ta chỉnh chạy nhanh được và chỉnh chạy chậm được. Và nó có tua nhớ bài từ bài số 1 cho đến số đến bài số 11 cơ quý vị nhé. Để được 11 bài để cho quý vị chúng ta tua nhớ bài, để rất tiện cho chúng ta sử dụng này. Và có đầy đủ các tính năng như là lau nớt này. Và đầy các chữ ở trên chiếc đài này thì đều bằng chữ tiếng Nhật quý vị nhé.
Đấy, có hai vi tinh chỉnh của hai chiếc loa bát ở giữa đấy, và hai hai chiếc loa hai bên thì là hai chiếc loa chung, và hai chiếc loa đây là hai chiếc loa chép quý vị nhé, hai chiếc loa chép giấy ạ, làm hình chép kèn. Đấy. Và Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng của chiếc này này cho quý vị. Đầu tiên sẽ là cái radio đầu tiên nhé. Thành phố biển đang dần lộ diện bên vịnh Phan Thiết, nơi khí hậu ôn hòa, quanh năm nắng ấm, hội tụ hàng trăm tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới, cùng chuỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại Nova World Phan Thiết, thành phố của những sắc màu lễ hội sôi động, bắt đầu bàn giao từ quý 1 năm. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 2. Và trước khi vào test cửa băng cassette số 2 này thì Nguyên Audio cũng hân hạnh được báo giá luôn. Cửa hàng đang bán với giá 80 triệu đồng, tặng chúng ta hai chiếc băng cassette xịn trị giá 600.000 đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc.
nhìn xe kế thoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhường tiến đường, lá tu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng hương ai tìm về, mở dòng vòng tay dâng lên tím biết bao giờ cho quay, mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tím biết bao giờ cho quay, mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tím. Nguyên Audio Sena được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.